Hân hoan chào đón tất cả quý khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube Nhà Đất Phú Hưng, bán nhà Hóc Môn, quận 12. Buổi sáng hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến với khách hàng một sản phẩm nhà đất cho thuê nha, có diện tích ngang 5, dài 20. Đây là con đường trước nhà, một con đường nhựa 20m, có lề đường 3m nữa là 26m. Một con đường số Tân Chánh Hiệp thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 nha quý anh chị và các bạn, có diện tích ngang 5m2, dài 40, với giá cho thuê là 40 triệu đồng một tháng. Và căn nhà của chúng ta rất là dài, bao gồm là 10 phòng và 6 toilet, một trệt hai lầu nha quý anh chị và các bạn, với thiết kế là 10 phòng rất rộng rãi và 6 toilet. Đây, phía trước chúng ta được bố trí một cánh cửa cuốn rất là chắc chắn, một con đường nhựa rất là rộng, cách trục đường Nguyễn Ánh Thủ khoảng 30m, nằm gần ngã ba giao với Nguyễn Ánh Thủ, và thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, có giá cho thuê là 40 triệu đồng một tháng. Một căn nhà rất là rộng rải, với diện tích ngang 5m2, dài 40, mà xây một trệt hai lầu nên công năng sử dụng rất là rộng. Ở dưới tầng trệt chúng ta được bố trí hai phòng rất là dài rộng, và ở sau thì một phòng làm phòng bếp, có tủ bếp, đây toilet, phía trước có một toilet và phía sau có một toilet nha quý anh chị và các bạn. Tại vì ngôi nhà của chúng ta là nằm đối diện có trường học nên là rất thuận tiện cho việc anh chị và các bạn thuê và mở trung tâm Anh ngữ nè, và có thể mở làm văn phòng công ty. Với kết cấu nhà và rộng rãi và rất là dài, chúng ta có thể làm văn phòng kho xưởng chứa hàng dệt, hoặc là văn phòng công ty, và cũng có thể lên mở làm ngân hàng cũng được nha quý anh chị. Anh chủ nhà xây với công năng là làm văn phòng hoặc là làm trường học đây. Và mời anh chị tham quan tầng trên, tầng 1 của căn nhà này. Phía sau là một phòng rất là rộng dài, có toilet, và ở giữa có một phòng này. Những cái phòng dài rộng lớn này thì chúng ta có thể ngăn làm hai phòng nha quý anh chị và các bạn. Theo anh chủ nhà cho biết thì với diện tích ngăn 5m2, dài 40 này, và những cái phòng anh đã thiết kế rất là rộng này, những cái phòng rộng này chúng ta có thể ngăn thành 2 hoặc thậm chí 3 phòng. Nếu mà ngăn những cái phòng rộng này 2 phòng thì ngôi nhà của chúng ta có lên đến 16 phòng nha quý anh chị và các bạn. Đó, đối diện có cái trường học nên là mở trung tâm Anh ngữ rồi rất là ok. Và tất cả các phòng đều có cửa sổ mở ra lấy sáng lấy gió cho căn nhà của mình. Và mời quý anh chị và các bạn lên tham quan tầng 2 của căn nhà. Xin nhắc lại là căn nhà này mới xây nha, và xây nhằm mục đích là ở, nhưng vì quá rộng rãi nên công năng sử dụng quá nhiều nên là anh chị chủ nhà để cho thuê. Đây, một lối thiết kế rất là hiện đại và có lấy gió lấy sáng. Đây là phòng này thì có toilet riêng trong phòng để bố trí làm phòng làm việc riêng, có thể cho sếp, nhân viên. Và đây, và bên ngoài chúng ta có được bố trí một toilet này. Và đó, đây là phòng mặt tiền của căn nhà mình này. Phía trước có trường học nha quý anh chị và các bạn, rất phù hợp để mở trung tâm Anh ngữ dạy thêm hoặc là làm văn phòng công ty, nhà ngân hàng. Nói chung là mọi ngành nghề kinh doanh ẩm thực, ăn uống hay làm văn phòng công ty
nơi để chứa hàng, làm kho xưởng dệt, máy in, cửa kính thì đều được, đa ngành nghề nha quý anh chị và các bạn. Đây, và phía sau chúng ta được bố trí một toilet nữa này, riêng tầng này là 3 toilet này. Thiết bị Elec hiện đại và ốp đá lên cao. Phía sau chúng ta có một phòng nữa này. Thì anh chị chủ nhà thiết kế là cơ bản rồi, nói chung là cũng đầy đủ hết rồi. Chúng ta về lắp máy lạnh lên và để bàn làm việc hoặc là nội thất theo ý của mình là ok rồi. Và đây là lối lên tầng thượng này. Với căn nhà này diện tích rất là dài nha quý anh chị và các bạn, ngang 5m2, dài 40, một trệt 2 lầu. Công năng sử dụng là hiện tại là 10 phòng, 6 toilet nhưng có thể ngăn làm 16 phòng. Và đây, chúng ta còn muốn cơi nới thêm phòng thì trên đây rất rộng rãi, một sân thượng. Và đây phía sau là đỡ bồn nước này. Quý anh chị quan tâm đến căn nhà này, hãy alo cho chúng tôi nhà đất Phương theo số điện thoại trên màn hình. Và quý anh chị và các bạn xem video hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ nhà đất Phương. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Và video của chúng tôi đến đây là kết thúc rồi. Xin chào.